Kính thưa vị, khai trương thượng sáp của người mẫu Kendall Jenner tên từ London, Anh Quốc. Người mẫu kim ngôi sao truyền hình thực tế Kendall Jenner đã gặp với tượng sáp của mình tại Viện Bảo tàng Madame Tussauds ở London. Bức tượng là một phần của một cuộc triển lãm tại bảo tàng dựng theo chủ đề hậu trường trải nghiệm thời trang tại tuần lễ thời trang London, tái hiện giây phút Kendall vừa trang điểm xong và ngồi vắt chân lên bàn chuẩn bị cho phần trình diễn. Bên cạnh Kendall là tượng sáp của người mẫu Cara Delevingne và chủ bút tạp chí Vogue Anna Wintour. Jenner cho biết nhìn thấy tượng sáp của mình, cô đã cảm thấy hơi kỳ dị nhưng thật là một vinh dự. Đại diện của Madame Tussauds nói rằng mọi người phải ngồi làm mẫu lên đến 3 giờ đồng hồ trong tiến trình thực hiện, nhưng Jenner nhấn mạnh trải nghiệm này rất thú vị. Kendall đã được nhìn thấy tại chương trình biểu diễn thời trang của Topshop với Delevingne trong khuôn khổ của tuần lễ thời trang London vào đầu tuần này. Cô đã làm người mẫu cho bộ sưu tập mùa thu đông 2016 của Diane von Furstenberg tại tuần lễ thời trang New York vào đầu tháng này. Jenner là em gái cùng mẹ khác cha với ngôi sao truyền hình thực tế Kim, Khloe và Kourtney Kardashian. Cô xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí thời trang và có 15.5 triệu người theo trên Twitter và 48.6 triệu người theo trên Instagram.